Hi, chào tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Các bạn có gì thể nhìn thấy, mình thở ra khói không? Bây giờ tầm khoảng 8 giờ sáng nhưng mà mặt trời vẫn còn chưa lên và khoảng tầm 3-4 độ, 2-3 độ C gì đó. Và tí xíu nữa mình sẽ cùng với lại mọi người trong đoàn Ruvan Kuno đi đến một thành phố ở cách đây 200 km. Thành phố đó tên là Salamanca. Nghe bảo hôm nay dự báo thời tiết có thể có tuyết rơi hoặc là mưa phùn, cho nên nó sẽ rất là lạnh. Nghe thì rất là hào hứng rồi, hôm nay mình sẽ được đi thăm trang trại gia súc, chăn nuôi bò của Ruvan Kuno. Ruvan Kuno, để mình giới thiệu với các bạn sơ, Ruvan Kuno là một trong những cái hiệp hội về thịt bò của Tây Ban Nha, và họ chiếm tới 85-90% tổng cái lượng thịt bò của đất nước này. Thì nó giống như là một cái nơi để mình liên kết tất cả những cái công ty, những cái trang trại, những cái nơi mà chăn nuôi thịt bò, và họ sẽ hỗ trợ những trang trại đó về xúc tiến nông nghiệp cũng như là xuất khẩu, nhập khẩu thịt bò. Bây giờ thì mình đã lên xe rồi, ấm hơn rất nhiều rồi. Chút xíu nữa là xe sẽ khởi hành. Mọi người có thể nhìn thấy cái cánh rắn kìa. Ôi, tuyết rơi. Yes. Và tuyết nó bám chân chân lên phía dưới cái mặt đất, các bạn có thấy không? Wow, ngồi bên đây sương tuyết rơi rất là dày. Và xe chạy khá là nhanh cho nên mình không có nhìn rõ được cái bông tuyết. Sau khoảng hơn 3 tiếng rưỡi gì đó thì mình cũng đã đến được cái trang trại. Hôm nay thì trời mưa phùn và khá là lạnh, mình cũng mới khoác thêm một cái áo trong đây nữa. Và xíu nữa mình sẽ vào trong kia với mọi người. In the birth and raising of calves in its own farms of suckler cows, along with the purchase of calves in pasture lands and in the main European markets, then moving. Mình và mọi người vừa mới họp trong phòng họp xong, bây giờ sẽ đi ra trang trại để mà tham quan các cái quy trình họ sản xuất về thức ăn cũng giống như là nuôi bò mẹ về con. Hôm nay trời mưa quá, mưa phùn như vậy, khá là lạnh và đường hơi sình lầy, nên chắc là họ sẽ dùng xe chuyên dụng để mà chở mọi người đi, chứ nếu mà được đi dạo dọc cái trang trại thì chắc là sẽ thích hơn. Hơi bị khác với tưởng tượng của mình một xíu. Mình cứ nghĩ là hôm nay trời nắng sẽ rất là đẹp và không khí ở trên mấy cái thảo nguyên như vậy sẽ rất là thích. Mà hơi tiếc một xíu nhưng hôm sau. Mấy con bò khi mà có một chiếc xe chạy ngang thì mặt của nó ngơ ngác và nhìn mình như là một sinh vật lạ. Có một điều mà mình nhìn thấy ở đây rất là hay nè, là họ chăn thả bò ở trong một khu vực rộng lớn và con bò nó được thoải mái di chuyển. Thế lần kia có một cái hệ thống tưới của họ rất là lớn, và trên cái trục đó thì họ có gắn những cái vòi tưới, và khi họ cần tưới cỏ ở đây thì họ sẽ có một cái động cơ phía đầu. Mọi người có thấy phía sau lưng mình là một cánh đồng cỏ rộng lớn không? Một cánh đồng lớn mà bị cắt ra bởi một con đường chính giữa. Thì ở đây họ sẽ luân phiên trồng những cái loại cây, ví dụ như cỏ sau lưng mình hiện tại là cỏ nè, nhưng mà khoảng tầm 2 tháng nữa cây cỏ nhỏ này nó sẽ cao lên khoảng tầm ít nhất là 1.5-2 m, và họ sẽ đem cái cỏ đó về, họ xay cắt nhuyễn ra rồi họ sơ chế, họ đóng thành từng gói từng khuôn, họ bảo quản trong vòng mấy tháng trời để dành cho những cái con bò họ chăn nuôi ở đây ăn. Và không những cỏ đâu, tầm khoảng tháng 9 tháng 10 họ sẽ đổi sang họ trồng ngô, trồng bắp và trồng cả lúa mạch. Đấy, thì những cái thực phẩm nó sẽ được trộn với nhau và cộng với một ít ngũ cốc, để mà con tùy vào giống bò sẽ có cái tỷ lệ pha trộn khác nhau và lại cho tụi nó ăn. Llega la comida. The feed.
Đó. Yeah, that's the reason why they're running. Đúng rồi. Mấy con bò là khi mà nó nghe cái tiếng động cơ thì nó sẽ biết ngay là tụi nó sắp được cho ăn, cho nên tụi nó đang chạy theo chiếc xe cho ăn đằng kia kìa. Những con bò con sẽ được nuôi ở ngoài cánh đồng chung với mẹ tụi nó khoảng tầm 6 tháng và được mang vào trong nuôi nhốt ở trong một chuồng trại thêm khoảng 6 tháng đến 1 năm nữa thì sẽ được xuất chuồng. Đây là khu vực họ nuôi mấy cái con bê con và họ sẽ kiểm soát bằng những cái mã vạch họ đang bấm vào trong tay con bò đấy, giống như tụi nó đang đeo bông vậy đó. Hai mấy con bê này thì được 6 tháng tuổi rồi thì tụi nó sẽ được ở với mẹ một cánh đồng khoảng tầm 6 tháng, sau đó sẽ được đem vào đây 6 tháng nuôi nhốt nữa. Tùy vào chất lượng bò và tùy yêu cầu mỗi thị trường mà ở đây họ có thể là chăn thả ngoài đồng hoặc là có thể là nuôi ở trong chuồng trại như vậy. Vì tụi nó là bê con nên tụi nó rất là có nhu cầu cao về thức ăn nên lúc nào cái khay thức ăn này cũng sẽ luôn đầy, không bao giờ vơi đi. Họ sẽ châm đều vào để khi những con này muốn ăn lúc nào cũng được. Đói bụng quá. Ôi, mùi đồ ăn rất là thơm. Hi. Hey, và mọi người đã dọn sẵn một bàn tiệc ở đây rồi. Salud. 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 Oh my god, it's so much. Và khi ăn họ có thể dùng tay như vậy mân mê cho cái hơi ấm của tay mình làm cho cái phần mỡ trong ao mông nó sẽ bắt đầu tan chảy và nó sẽ ngon hơn. Khi mà ăn vào cái vị mà các bạn có thể cảm nhận đầu tiên nó là vị mặn, nhưng nó sẽ có hơi vị chát chát nhẹ và có cái vị rất là đặc biệt của thịt được lên men. Món này rất là kích thích vị chát nha. Còn đây là món xúc xích cây của người Tây Ban Nha. Trong đây có cả mỡ heo, huyết heo và thịt heo được dồn vào trong ruột, gần giống như là lạp xưởng của mình đó. Lạp xưởng cây. Nó sẽ hơi chua chua và nó có cái vị cay nhẹ. Giới thiệu với mọi người, đây là anh đầu bếp đến từ Maric. What's your name? Mariano. Mariano. Hi. Hi. Anh ấy đang cắt thịt bò ra cho tụi mình. Wow. Mùi rất là thơm nha. Ở đây họ ướp thịt bò rất là đơn giản, họ chỉ nướng lên và để một ít muối lên trên. Quan trọng là thịt bò nó đã ngon sẵn rồi nên gia vị cũng sẽ rất là tối giản. Sau lưng mình các bạn có thể thấy không? Ôi, đẹp quá, nhưng mà vẫn rất là lạnh. Ăn rất là no và cũng được tặng cả quà mang về đây. Mọi thứ có ghi là gọi Mr. Khoai Lang Thang. Thịt bò đấy rất là ngon, thật sự mình cảm thấy rất là bất ngờ. Nó rất là mềm và rất là ngon, rất là khác hoàn toàn so với bò Mỹ hoặc là bò Úc mình từng ăn ở Việt Nam.
mình rất là xin lỗi là vì khi mình ăn mình không có diễn tả nhiều về cái món ăn cho mọi người xem vì khá là đông người nên nếu mà như vậy hơi kỳ. Hy vọng là một ngày nào đó sẽ được ăn thịt bò Tây Ban Nha ở Việt Nam, tại vì nó thật sự rất là ngon và mình rất là bất ngờ với lại cái cách họ chăn nuôi ở đây cũng như là cái món thịt bò họ mang lên cho mọi người ăn. Nó chỉ đơn giản là chỉ dùng thịt bò không, thịt bò tươi nướng lên, sau đó là rắc một ít muối hạt lên trên. Bây giờ mình sẽ lên xe để trở về lại thành phố Madrid. Hôm nay là một ngày khá là thú vị vì biết được thêm rất là nhiều điều. Đồ hơi kỳ không? Lâu lắm rồi mới mặc lại vest. Tối nay mình sẽ được ăn tối ở một nhà hàng sau Michelin. Đấy. Và bây giờ tầm mới khoảng tầm 8:30-9 giờ ban đêm ở Madrid thôi. Và ở Madrid thì mọi người ăn tối rất là trễ. Các nhà hàng tầm khoảng 9-10 giờ thì mới thật sự đông. Khá là yên tĩnh. Wow, Michelin được chứng nhận năm 2017. Sau Michelin là một trong những cái đánh giá nhà hàng danh giá nhất thế giới và đây được xem như là niềm mơ ước của tất cả các đầu bếp. Thường thì sẽ có những cái chuyên gia của tổ chức này, họ sẽ đóng vai thực khách và bí mật đến những cái nhà hàng khắp nơi trên thế giới để mà ăn. Và cứ hàng năm như vậy họ sẽ đến và ăn và kiểm tra lại. Nếu như mà một nhà hàng nào đó có sao Michelin rồi nhưng mà chất lượng không được giữ vững thì họ có thể tước đi cái sao đó. Và không chỉ là những nhà hàng sang trọng mới có sao Michelin thôi. Có những nhà hàng mà kiểu như rất là nhỏ nhắn và rất là bình dân vẫn có thể có được sao Michelin. Cái máy đá bào rất là quen thuộc của Việt Nam mình. Đấy, họ sẽ bỏ đá vào đây và họ xay ra và một lát nữa họ sẽ làm kem. Cái điều mà thú vị nhất ở đây là các bạn có thể được nhìn thấy tất cả những cái đầu bếp ở đây. Họ làm những cái món ăn ra sao và họ sơ chế cũng như là chế biến món ăn ra sao. Cái bếp trung tâm này rất là thú vị và ở ngoài trời rất là lạnh. Và cái giữa bếp vẫn được đốt than rất là ấm. Tất cả những cái món ăn trong cái nhà hàng ngày hôm nay thì nó được lấy cảm hứng từ cái con đường tơ lụa và dựa trên cái nền tảng thịt bò của Tây Ban Nha. Nghĩa là khi mà con đường tơ lụa đi qua những cái nước trên con đường đó thì họ sẽ giao lưu cả kinh tế lẫn văn hóa và cả ẩm thực nữa. Và họ sẽ dùng những cái gia vị kết hợp từ những cái đất nước trên con đường tơ lụa đó để tạo ra những cái món ăn mới dựa trên nền tảng là thịt bò Tây Ban Nha. Rất là thú vị. Món đầu tiên mà mình dùng là món hamburger tí hon. Ơi đây có một cái bánh cũng tí hon luôn. Tất cả món ăn ở đây nó sẽ kiểu những món nhỏ 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 để mà mình ăn vừa trong một lần cắn. Chính giữa của nhân burger này là thịt sống tartar. Thì thịt bò sẽ được băm nhuyễn ra và trộn với các loại rau mùi. Có dầu ô liu trong đây nữa. Và họ đang viên thành từng viên nhỏ. Ở giữa có một lớp cheese. Những cái phần ăn ở đây họ làm rất là nhỏ. Nhỏ xíu à. Cảm giác giống như mình ăn vào nó bị tiếc nuối, rất là ngon nhưng mà mình chỉ ăn được một miếng. Món thứ hai mình nghĩ nó sẽ là đại diện từ Trung Quốc. Đây là tượng trưng cho Vạn Lý Trường Thành. Ở phía dưới là có một cái bánh làm từ hạnh nhân. Ở phía trên là gì mình vẫn chưa rõ lắm. Mình sẽ thử một ít trong đây đã. Đây là thịt vịt có cái vị giống như là vịt quay Bắc Kinh. Lấy cảm hứng từ cái món ăn truyền thống rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Và phía trên là có một ít dưa leo, dưa chuột để mà họ tạo được cái độ tươi của món ăn. Đây là món kế tiếp mà mình được dọn ra. Một ít đậu, nấm nướng và một cái lòng đỏ trứng ở chính giữa. Nhìn món này khá là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Và họ chan một cái loại nước sốt từ nước hầm bò ra. Nó hơi sệt lại rồi. Và khi mình ăn mình sẽ đập bể cái trứng này ra và trộn lên. Cái này hình như là thịt gà xé. Bên
cái món súp này mà họ làm khá là mặn. Mình nghĩ đây là làm theo khẩu vị của người Tây Ban Nha. Nhưng mà cái đậu nướng vừa tới á, nó rất là ngọt và mọng nước. Mặn và béo của cái vị lòng đỏ trứng, mình không thích món này lắm tại vì nó hơi mặn so với mình. Món tiếp theo mình được dọn ra đây là một món cũng kiểu kết hợp giữa Trung Quốc và châu Âu. Ở phía dưới các bạn thấy là nấm, pasta, các loại rau củ. Ở phía chính giữa là một cái miếng hoành thánh. Và phía bên trên là một cái loại sốt sủi bọt. Thì cái phần sủi bọt này được đánh ra từ cái phần nước của nấm thông, rất là thơm. Cái mùi nấm thông trong đây rất là thơm. Và vẫn như là cái món vừa rồi, là cái món này cũng khá là mặn. Và nấm thông nó có vị nhẫn nhẫn, rất là đặc trưng. Thật sự mình thấy là họ cũng đang cố, giống như là họ để cái miếng hoành thánh lên trên để mà có cái sự kết hợp giữa Đông và Tây á. Nhưng mà bản thân mình cảm thấy miếng hoành thánh này nó khá là lạc lõng giữa cái hương vị rất là châu Âu này. Không cái mùi vị của cái sốt pasta và cái nấm thông cũng như những cái loại rau củ phía dưới này nó không làm cho mình cảm giác có cái hơi hướng nào của phương Đông cả. Hoàn toàn là cái vị của phương Tây và họ để một miếng hoành thánh lên, thì cái miếng hoành thánh này nó cũng không có cứu vãn được cái mùi vị. Mình cũng không thích món này cho lắm, mặc dù cái mùi nấm thông và cái vị đắng đặc trưng của nấm thông rất là ngon. Melusa fish. Món tiếp theo mà đầu bếp dọn lại cho mình là món cá Melusa, một loại cá rất là đặc trưng của Tây Ban Nha. Và họ đã áp chảo. Ở đây thì họ có để một ít sốt này và ăn kèm với đậu, cà rốt. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Mình sẽ lấy một ít cá, lấy một ít sốt. Cái sốt này là được xay từ lá thì là. Rồi, ăn món này nhớ món chả cá. Canh cá thì là ở Việt Nam, hoặc là cái gì chả cá. Cá lã vọng, chả cá lã vọng. Nó là giống món chả cá lã vọng ở Việt Nam mình, tại vì cái mùi thì là trên cái phần sốt và cái cá được áp chảo. Khá là thú vị. Cá rất là mềm và nó vẫn còn giữ được độ ẩm ở trong. Khi mà ăn với cái rau thì là thì khá là lạ. Và hoàn toàn không có mùi tanh, và ở phía trên cá họ có rắc một xíu muối hạt á, cho nên thi thoảng sẽ cảm thấy hơi mặn một xíu. Và cá này đặc biệt là mình thấy nó khá dai và nó hơi dai một xíu, và cảm giác giống như là nó không có mỡ trong đây vậy đó. Nó hoàn toàn không có vị béo. Và cái vị béo chỉ đến từ cái phần dầu mà họ dùng để họ áp chảo cá thôi. Và một cái món mà không thể thiếu các bạn đến Tây Ban Nha, đó chính là thịt bò. À, thơm quá. Cứ sau mà món ăn thì họ sẽ bắt đầu dọn dao nĩa và chén dĩa đi, và họ sẽ dọn một bộ mới ra. Đấy, như mình dự đoán, món cuối cùng sẽ là bò. Đây cũng là một cái món mà kết hợp giữa Ấn Độ và châu Âu. Thịt bò beefsteak sẽ được ăn với một cái bánh naan. Bánh naan là một loại bánh làm từ bột mì và nó nở phồng như vậy. Một trong những loại bánh truyền thống của Ấn Độ. Và đây họ làm kiểu cách điệu rồi, nó nhỏ hơn rất là nhiều. Và ăn với một ít rau củ bên đây. Bò họ đã cắt giùm mình và họ nướng tái. Mấy cái món ăn ở đây nó đều rất là nhỏ, mỗi phần ăn rất nhỏ xíu, đủ một phần ăn, một miếng ăn thôi. Nên khi mà mình ăn vào rất là ngon, mà mình có cái cảm giác tiếc nuối, kiểu như là trời ơi món này ngon quá nhưng mà tôi chỉ ăn được một miếng thôi. Nhưng mà lại tiếp đó là những món khác được dọn lên,
và món nào cũng rất là ngon. Thật sự mà nói, để mà diễn tả chi tiết và rõ ràng cái hương vị trong ăn rất là khó. Tại vì ở đây họ dùng rất là nhiều gia vị. Một món thật ra hồi nãy lúc nãy các bạn có thể thấy họ bỏ cả mười mấy loại gia vị vào. Rất là thú vị. Hôm nay là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời mà hiếm khi nào mình có dịp được trải nghiệm lại một lần nữa. Bây giờ em đã ăn tối xong rồi, bây giờ khoảng 11 giờ rưỡi, gần 12 giờ đêm ở Madrid rồi. Và bây giờ mọi người vẫn còn ngồi ăn rất là nhiều. Ở thành phố Madrid thì ăn tối tầm 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường. No đến mức mà gài cái nút áo không vừa luôn. Một bữa ăn rất là thú vị, một cái trải nghiệm mà chắc chắn là sẽ rất là khó quên ở Tây Ban Nha. Bây giờ thì mình sẽ về chào tạm biệt mọi người. Goodbye. Thank you. Ôi à, trời lạnh quá. Thank you. Lạnh quá. Em nghĩ bây giờ đang 1-2 độ. Ôi em không đi được luôn này. Chân em đang níu vào nhau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.